Chiếc Oppo Find 2, chiếc máy nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng công nghệ. Và đối với bản thân mình thì đây cũng là lần đầu tiên mà mình cảm thấy có quá nhiều tình cảm khi sử dụng một chiếc điện thoại của Oppo đến như vậy. Vậy nên thì trong suốt quãng thời gian sử dụng chiếc máy này thì mình chỉ có một suy nghĩ, một mục tiêu duy nhất, đó chính là tìm ra được lý do vì sao mà nhiều người lại có cảm tình lớn đến như vậy đối với chiếc Oppo Find 2. Và tất nhiên, mình sẽ đan xen cả những cái điều mà mình cảm thấy chưa hài lòng trên chiếc flagship mới nhất của Oppo này nhá. So với phiên bản Find X2018 thì Find X2 có một thiết kế an toàn hơn rất là nhiều. Màn hình cong tràn viền hai cạnh, camera selfie khoét lỗ ở góc, mở khóa khuôn mặt, cảm biến vân tay trong màn hình, khung kim loại và mặt lưng kính, hay cụm 3 camera phía sau đặt lệch góc. Mọi thứ đều thường thấy trên bất kỳ chiếc smartphone nào. Mình nhớ lại hôm trước mình đang định chuẩn bị giơ Find X2 lên để chụp khoe với cả anh em trên Facebook cá nhân. Nhưng mà chụp xong một tấm, mình lại thấy nó trông bình thường thật sự. Không hiểu là chiếc Oppo, OnePlus hay là một chiếc Samsung nào nữa. Nói chung là chiếc máy này nó bình thường và không có điều gì thu hút sự chú ý cả. Nhưng chính cái sự bình thường ấy lại có thể làm nên được những điều phi thường. Bởi vì sao ạ? Các bạn thấy đấy, Oppo không có quá nhiều lợi thế ở phân khúc điện thoại cao cấp. Ít người dám hay là muốn bỏ ra tận 20 triệu đồng để sở hữu một chiếc flagship của Oppo. Nhưng mà nếu là một sản phẩm bình thường, chắc ăn, người dùng có thể dễ đoán được chất lượng của nó ra sao, lại đi kèm với một mức giá hợp lý nữa thì chiếc máy của chúng ta bây giờ lại trở nên đáng mua hơn một chút. Nó làm mình nhớ lại chiếc flagship Essential Phone vào khoảng là 3 năm về trước. Một thương hiệu lạ hoắc, thậm chí còn không đính logo lên mặt sau cơ. Nhưng mà chiếc máy đó rõ ràng đã có một sự ảnh hưởng nhất định lúc bấy giờ. Và đến bây giờ thì mình nhìn lại chiếc Oppo Find 2 này, một chiếc máy có thiết kế rất là bình thường ở cả mặt trước lẫn mặt sau. Rồi đến mặt sau của nó không có gì quá là nổi bật cả, hay là thậm chí logo Oppo được in chìm ở phía góc trên bề mặt. Nhưng mà tất cả những sự bình thường đó trong thiết kế, nó khiến cho mình cảm thấy rằng có rất là nhiều cảm tình về chiếc Oppo Find 2 này. Ở một lý do nữa về sự bình thường mà phi thường này của Oppo, đó chính là bây giờ chúng ta càng ngày càng thấy có rất là nhiều những sản phẩm làm cho khác thường. Nhưng mà rồi sao ạ? Khác thường, đặc biệt, hay là nhiều người lại cho rằng thô kệch, kệch cỡm, không cần quá nhiều đặc biệt, nhưng mà nó lại thực dụng và trở nên đáng mua hơn. Cần nhắc lại rằng Oppo không có quá nhiều lợi thế ở phân khúc cao cấp, và để một thương hiệu không có quá nhiều nổi bật giữa một bầy flagship thiết kế bình thường mà vẫn có thể chiếm được nhiều cảm tình từ phía người dùng thì ắt hẳn chiếc máy đó phải có một sự thay đổi mạnh mẽ đến từ phía bên trong. Về trải nghiệm bên trong của chiếc Oppo Find 2 này, nó nhanh, nó rất nhanh ở rất nhiều yếu tố. Cái nhanh mà khiến cho mình cảm thấy siêu ấn tượng đó chính là cục sạc SuperVOOC 2.0 65W, cứ 15 giây nó lại sạc lên 1%. Các bạn sẽ không thể hiểu nổi cái cảm giác đầu tiên mình sử dụng dung lượng pin nó tăng nhanh chóng mặt đâu. Nó sướng vô cùng, nó ngạc nhiên vô cùng. Và tổng thời gian sạc đầy 100% của viên pin 4260mAh chỉ mất 37 phút mà thôi. Nếu anh em sạc từ 20% lên thì chỉ mất 27 phút mà thôi. Quá là bá. Viên pin 4260mAh có thể là không đã lắm, dùng căn ke thì các bạn sẽ được một ngày. Nhưng mà tốc độ sạc như vậy thì mình nghĩ rằng anh em cũng sẽ không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Chỉ cần các bạn chú ý rằng củ sạc này nó chỉ tương thích với thiết bị của Oppo thôi, thế nên hãy giữ nó cẩn thận như chính chiếc máy của bạn nhá. Nhiều bạn nói rằng chiếc máy này có quá nhiều thiếu sót bởi vì nó không có sạc không dây. Nhưng mà đối với mình thích một sạc dây siêu nhanh hơn là combo sạc không dây và sạc có dây ở mức vừa. Còn các bạn thì sao? Cái sự nhanh tiếp theo đó chính là về màn hình. Màn hình 120Hz có thể kích hoạt ở độ phân giải 2K. Mọi chuyển động nó đều rất nhanh và rất mượt. Có thể nói rằng đây là một trong những màn hình tốt nhất trên smartphone. Camera selfie quét lỗ ở góc trái, trải nghiệm hoàn toàn ổn. Nó không bị vướng bận gì trên màn hình kích thước lớn lên đến tận 5.7 inch này. Ngoài ra thì màn hình này có công nghệ OLED, nó sẽ giúp chuyển hình ảnh từ HDR sang HDR, chuyển các video có FPS thấp lên 60fps hoặc là 120Hz để xem mượt mà hơn. Nhưng mà mình thấy rằng rất ít khi nó hiệu quả. Và mình thường tắt nó đi bởi vì chế độ HDR này làm hình ảnh thêm gai. Nói chung thì mình thấy rằng cái công nghệ OLED này gần như chỉ để quảng cáo là chính, hoặc là nó đang ở trong giai đoạn đầu tiên thôi. Có thể là phiên bản thứ 2, thứ 3 thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà đối với phiên bản đầu tiên này, mình sẽ tắt nó đi.
Tiếp theo, về ColorOS 7.1, nó cũng làm cho những thao tác nhanh hơn rất nhiều. Các bạn để ý những animation của nó này. Nó nhanh thực sự, vù vù, thoát ra, về vị trí cũ, siêu nhanh. Lưu ý nhỏ về độ mượt thì mình thấy rằng nó chưa mượt bằng iOS hay là MIUI của Huawei hay là OxygenOS trên OnePlus. Nhưng mà vì mọi thao tác của nó quá nhanh, lại còn độ nhạy cảm ứng là 240Hz nữa, thế nên nó đã bù trừ lại sự chưa mượt mà lắm ở phiên bản ColorOS này. Ngoài ra thì mình cũng rất là thích những tính năng bổ sung của ColorOS, ví dụ như là tinh chỉnh icon này, to nhỏ tùy bạn, hay là vuốt từ cạnh sang giữ một lúc để chuyển sang các app bên cạnh. Nói chung thì dù chưa phải là hoàn hảo nhưng mà ColorOS lần này nó đã tương xứng so với một thiết kế flagship. Hiệu năng của máy cũng siêu nhanh, Snapdragon 865, 12GB RAM và 256GB SSD. Game đối với chiếc Oppo Find X2 này thì quá là dễ, hay là nhiệt độ của máy trong suốt quá trình chơi thì cũng tương đối mạnh mẽ. Ok, mình muốn dành ít thời gian cuối cùng để nói về hệ thống camera trên chiếc Oppo Find X2 này. Camera của chiếc máy này thì nó đẹp, nhưng mà kiểu đẹp của chiếc Oppo Find X2 này thì không phải là ai cũng thích. Để cho ngắn gọn thì nếu như bạn thích chụp kiểu hàn xẻng thì chọn Oppo Find X2. Thích chân thực, vẫn cứ là iPhone. Thích nhiều chi tiết, nhìn hơi gai góc manly một chút thì chọn P40 Pro của Huawei. Mình tin rằng các bạn con gái sẽ rất là thích những cái nước ảnh được chụp ra trên chiếc Oppo Find X2 này. Nó ảo nhưng mà là ảo đẹp, ảo sang, chứ không phải là kiểu ảo khuê như là một số dòng tầm trung. Chi tiết vẫn rất là tốt, mặt thì làm mịn một chút vừa đủ để nhìn trông như ngôi sao điện ảnh. Máy cũng có camera góc rộng, hơi rộng thôi nhá, bởi nó vẫn còn hẹp hơn rất là nhiều so với iPhone. Cân bằng trắng thì cũng rất là tốt, còn chụp đêm thì không nên kỳ vọng quá nhiều vào chế độ chụp đêm của chiếc Find X2 này đâu nhá. Mình cảm giác như là máy chỉ đẩy độ sáng lên thôi, chứ còn độ chi tiết gần như là không có, không cải thiện gì nhiều. Được cái là do nó thực hiện ít thao tác, thế nên chụp đêm của nó gần như phát ăn ngay, không phải chờ đợi giữ 6-7 giây như là những sản phẩm khác. Tổng kết lại thì thiết kế của Oppo Find X2 không có đột phá và có thể nói là rất là an toàn, nhưng mà những cái sự vượt trội của nó lại đến từ những trải nghiệm từ phía bên trong. Các bạn hãy thử nhớ lại chiếc Oppo Find X của năm 2018 mà xem. Một thiết kế đầy tham vọng, nhưng mà rồi sao ạ? Mình nghĩ rằng chiếc Oppo Find X 2018 không phải là một chiếc máy thành công cho lắm. Còn đối với Find X2, mình nghĩ rằng chiếc máy này đã, đang và sẽ được lòng rất nhiều người dùng. Ok, hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên subscribe channel Airphone để tiếp tục theo dõi những video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại.